hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn quán trà của chú Thể ở ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Thủ và Mai Thị Lụ, phường Đa Cao, quận 1. Trà của chú Thể có một cái điều rất đặc biệt, chú là một người khuyết tật một tay, nhưng mà nấu chè rất ngon và được rất là nhiều người biết đến quán chè của chú. Là hồi nào giờ cũng dừng này món á. Công à, mấy giờ là chú phải dậy chú nấu rồi? 8 giờ sáng. 8 giờ sáng là nấu, mấy giờ mình bán? Ngày đi chè rất 12 giờ. Cái này là đậu xanh yêu Việt Nam. Đây, chè của chú có những món rất là lạ nha các bạn. Đây là có chè đậu đen. Đậu đen và trong đây là có cùi dừa nữa. Đậu đen ăn rất là mềm và béo. Đậu trắng hầm lâu chú ha. Còn đây là củ năng và cùi dừa. Củ năng là chanh chanh, dừa là trắng trắng. Bột lọc. Đây là một cái món ăn rất là đặc biệt, rất là đặc trưng của quán của chú Thể. Ăn giòn ngon lắm nha các bạn. Đây đậu đen dừa. Đây chính là đậu đen dừa, rất là đặc sắc nha. Món này là được các bạn trẻ rất là thích đây. Hầu như khi đến đây thực khách nào cũng chọn những nguyên liệu này. Ăn như thế này nè, đậu xanh đánh này cũng ngon nè, bỏ vô để thêm béo nè. Chú Thể nấu nó làm sao mà nó rất là dẻo, mềm và chỉ nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Đây. Dạ. Mới đi giao chứ. Đây là những ly chè thập cẩm mà chú đã làm sẵn. Bởi vì là khách đông có thể kêu chú giao mấy chục ly bất cứ lúc nào. Chú đi xe đạp giao đó. Gần thì giao chứ sẽ đi giao, còn không thì mình sẽ đi Honda ôm. Mình kêu xe ship tới. Chú lúc nào cũng vui vẻ lạc quan ha. Rồi bỏ cái này nhớ bỏ cho cô nè. Đậu đen nè. Dừa với lại cái đậu đen đó, nó quyện vô nó ngon ghê á. Đây là chè xin xa hạt lựu. Đây có một thực khách thích ăn chè xin xa hạt lựu. Đó, khi mà đến quán của chú thì tùy sở thích, mỗi người có thể gọi mỗi loại khác nhau, loại chè khác nhau. Con ăn vậy thấy vừa hả chú? Không bị ngọt. Đây là cô cháu gái của chú Thể. Hàng ngày hai chú cháu thường dậy từ rất sớm để chuẩn bị các nguyên liệu, nấu nướng. Rồi đến 12 giờ trưa là dọn ra vỉa hè đường Nguyễn Văn Thủ. Các bạn có thể thấy chú Thể lúc nào cũng cười tươi, cười rất tươi, rất là dễ thương. Thank you.
đây một ly chè Sinh Sa hạt lựu, gần như là đầy ly mà chỉ có 15.000 thôi. Rồi, còn chan nước dừa vô nữa đó. Chút xíu nữa người ta tới mới chan nước dừa vô. Đây, khi nào thực khách ăn thì chú thể mới chan nước dừa. Rồi, bể bánh xe. Hả? Mở cửa tầm 7 tầm bả hay sao vậy? Ở số 9 Thanh Tiên Hoàng kêu giao nè. Đây là những khách quen. Khách quen đặt trước, mỗi lần đặt có thể là cả chục ly chè. 7 ly Sinh Sa hộp lộn với 3 ly chè là 10 ly. Đây là chị nữ nha các bạn. Chị nữ và chú thể, hai chú cháu. Ngày nào cũng không quản nắng mưa, ngày nào cũng buôn bán ở bên lề đường. Này là năm 89. Đến bây giờ đó. Còn năm trước năm 89 chú bán nhà văn hóa anh em này kia. Hồi xưa là sao mà chú hiện tại cái tay? Cái này chú bị chiến tranh. Chiến tranh. Chè là nấu cực lắm, thâm đậm này kia mà sao chú chọn món đó mà không chọn món khác á? Tại vì hồi nào giờ mà chị mới bán rồi giờ chú nói theo bà chị, giờ biết cái nghề gì nữa. Cái nghề này nó tiện nhất. Nhưng mà con thấy là chú nấu rất nhiều món rất là cầu kỳ đó. Có vất vả lắm không chú? Cũng không nhiều món vả, cũng nó cũng quen rồi con. Cái công việc mình làm nó cũng không vất vả. Nhưng mà làm việc gì cũng khéo léo và rất là nhanh nhẹn. Có khi nào mà chú nghỉ không? Chú phải nghỉ không? Thứ bảy chủ nhật nghỉ con. À, nghỉ thứ bảy chủ nhật. Còn những lúc mà mưa nắng thì sao chú? Vẫn bán bình thường. Yeah.